Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đàm Thục Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trông em còn đẹp hơn cả sao trời. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh tạo hình tóc ngắn của Đàm Thục Vận trên phim trường Em còn đẹp hơn cả sao trời. Những ngày qua, dự án Em còn đẹp hơn cả sao trời do Đàm Thục Vận và Hứa Khải đồng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những hình ảnh liên quan đến hậu trường của các diễn viên luôn được công chúng quan tâm. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh về tạo hình của Đàm Thục Vận trên phim trường Em còn đẹp hơn cả sao trời. Theo đó, Đàm Thục Vận xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp cùng mái tóc cắt ngắn, tô son môi đậm. Đặc biệt, thân thái của cô nàng khiến nhân tình không khỏi rưới mắt. So với mái tóc ngắn của những dự án thanh xuân trước đây được khen đáng yêu, trẻ con, thì so với tạo hình này được cho là cá tính, trưởng thành hơn. Với visual tuyệt vời này của cô nàng, hứa hẹn sẽ có màn chemistry bùng nổ của nam chính Hứa Khải. Em còn đẹp hơn cả sao trời có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh nào đẹp bằng em của cựu Nguyệt Hy, nội dung xoay quanh chuyện tình của cặp đôi chính Kỵ Tinh và Hàn Đinh. Nữ chính Kỵ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ, trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Nhiều lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai 7 năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác. Kỵ Tinh đau khổ đã đưa ra một quyết định chấn động, phát sinh tình một đêm và người đầu tư vào công ty của cô, nam chính Hàn Đinh, chàng tổng tài đẹp trai nổi tiếng với biệt danh Hàn Tạt Nước, vì nói cô nào cũng sẽ xoáy vào điểm yếu khiến đối phương không thể trợ mình. Tuy nhiên, trên thương trường, lại nhìn xa trông rộng, bình tĩnh quyết đoán, là một tinh anh trong giới kinh doanh, người đã thay đổi cả cuộc đời Kỵ Tinh sau này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.